truyền. Cô gái xinh diệu quyền, tên nàng là Thiên Hương, tâm hiền và thiện lương, người con đất tràn ngoan cường, thường lên núi cao dâng lễ chùa, cờ cho nước non an lành, đời ông nó hạnh phúc bình yên, lòng nhân nghĩa nên thương người, từ bi hiển linh giúp dân trừ gian. Sơ năm xưa có nàng Lý Thị Thiên Hương, hương trời sắc nước, yêu thế quyền sinh tiết hành thủy chung, danh rằng khắp phương trời. Độ thế cứu nhân được truyền tụng bao đời, thuở sanh thời thường lên chùa lễ bái, giữa nơi bốn bề quang vắng sân khê, bọn con đồ toan quý bùa dây, nàng đánh tan bầy lãng suối đê hèn, rồi một ngày rằm lên núi dân hương, thảo khấu chẳng đường được người thương giải cứu. Nhưng rồi người thương gia biệt, lên đường tòng quân đánh giặc ngàn xuân giang dầm, bao nhớ thương gói trọn trong lòng. Tình chính phủ chờ mong người đi vì nghĩa lớn giang sơn, người thương dời dời căng trường, bối tiếng đưa cầm bằng như ly biệt, trời đất Tây Ninh trôi khúc biệt ly sâu. Nàng ở chàng đi chưa thành nở tâm đâu, người dục tuấn mã vượt quang sáng muôn dặm, nơi cô thôn người tiếc phụ dõi chờ trông, rồi cũng một ngày đi lễ Phật dâng ân sư, thân nhi nữ trước bọn côn đồ dây hàm, nàng quyết lao mình xuống vực sâu tự tiếc, và đêm về bao mộng với sư thầy. Sương hàng xác thân nơi vực lành, người đen đúa cỡ hàng, nàng kể hết sự tình, lan truyền nàng hoa thần tiên, phù hộ độ trì cứu thế nhân sinh,
mỗi dịp ngày rằm Tết đến xuân sang, khách vô thường hoàng lễ chùa để cung bái cầu an. Quyền thoại nàng thiên hương linh sơn thanh màu, gương tiết phổ sang soi niềm kiêu hãnh rạng ngời. Núi một có tên núi Bà Đen, từ đó nơi là cảnh hữu tình sơn thủy thiên nhiên. Điện Bà nghi ngút khói thiên, thiên hương sự tích lưu truyền ngàn năm.